tu hành theo giáo lý con đường chân chánh mà không tu theo là giống sư phản đạo. Vậy thì bây giờ thành phần nào mà giống sư phản đạo đó là xuống chiếc xuồng mà giống sư phản đạo là con xuống được, là chở xuồng giống không đầy cô bác anh em trong đạo. Vậy bây giờ người tu thì đông, nhưng mà sau này là cái thành phần mà giống sư bội nghĩa, thành phần mà bỏ đạo, thành phần mà bỏ cuộc, thành phần mà chạy theo danh lợi, thành phần mà chạy theo con đường tà, thì đây tất nhiên là xuồng dông không, tất nhiên là xuống chiếc cái xuồng này là xuồng dông, tất nhiên là bỏ đạo, tất nhiên là dông đạo, không còn như là giữ đạo được cô bác anh em dừng đạo đó. Vì vậy cho nên Đức Thầy mới xác định cho chúng ta biết là 100 mới được, ấu thôi 10 người đúng không, 100 mới được mà ấu thôi 10 người ha, mà 10 người còn ấu thôi nữa, mà ấu thôi tất nhiên là không chất lượng đúng không, không chất lượng. Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta ráng tu giữ làm sao giữ đạo chờ thầy, còn bằng không nữa đó hen là cái bàn coi như là lừa lọc, gió qua gió lại đưa tới đưa lui riết rồi con người chúng ta coi như là mất coi như là con đường đạo chánh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm kính lễ Đức Phật, Đức Thầy và kính thưa quý cô bác lớn tuổi đại diện cho gia tộc, và kính đến đồng đạo tám sĩ đại diện cho gia đình cũng là chủ sự nhân ngày chánh lễ kỷ niệm quý tế thường niên, và kính đến quý ông quý bà và hầu hết toàn thể quý cô bác anh chị em hiện diện thân kính. Hôm nay là ngày chánh lễ kỷ niệm quý tế thường niên cho thân mẫu của đồng đạo tám sĩ, mà tất cả cô bác anh chị em cùng chư đồng đạo xa gần chúng ta tiếp nhận được lời mời trân trọng của gia đình, nên chi tất cả chư quý vị trở về đây dự diện được đông đủ để góp phần cho gia đình lát nữa đây để cầu nguyện cho cửa quyền thất tổ, cầu nguyện hương linh người qua giảng được nương vào công đức lành của tất cả chư quý vị mà được nhẹ tách đường duyên và được sanh sang qua cõi Phật. Và hàng năm như thế này đó thì đồng đạo đều có tổ chức long trọng và có ngỏ lời mời tất cả chư quý vị trở về đây để tham dự trong cái ngày chánh kỷ niệm. Và hôm nay chúng tôi cũng cảm nhận tất cả chư quý vị trở về cũng được đông đủ, được doanh túc mãn đường và góp phần cho đồng đạo được hoàn thành chữ hiếu xuất thế gian. Thưa chư quý vị, ngoài những chuyện như trên mà đồng đạo còn thực hiện qua có chương trình để truyền bá giáo lý, thì trên tinh thần truyền bá giáo lý là đáp lại cái lời kêu gọi của Đức Thầy. Bởi vì Đức Thầy đã kêu gọi cho chúng ta đó là chớ chia rẽ hải đồng tâm lực, khua giọng vàng đánh thức bốn phương, chấn hưng Phật giáo học đường dưới trên hòa thuận chọn đường quy nguyên. Nên Đức Thầy đã hẳn kêu gọi người tín đồ Phật giáo hòa hảo của chúng ta cố gắng nghe theo lời chỉ của Đức Thầy để mà sau này chúng ta thực hiện qua những cái điều mà Đức Thầy đã minh quấn, để sau này có điều kiện nhân hậu mà chúng ta được gặp Thầy trong cái thời kỳ Thượng Quan Thanh Đức. Thì giờ đây ban tổ chức sắp xếp cho chúng tôi được gặp gỡ cùng với quý vị qua cái giờ sau, mà giờ này đồng đạo cho biết là chương trình chia sẻ nghi vấn. Nếu như chương trình chia sẻ nghi vấn quý vị mình có nghiên cứu, có đọc, có học và có tìm hiểu trong cuốn sấm thi, trong cuốn toàn bộ giáo lý của Đức Thầy, thì sẵn nhân sự tụng sự hôm nay tất cả chư quý vị mình có thể nêu lên trong giáo lý Đức Thầy 2 câu 4 câu hoặc giả là trong nội dung, rồi chúng tôi cũng nương vào trong nội dung như trên mà bàn cùng tất cả chư quý vị, rồi quý vị mình ngồi lại lắng lòng theo dõi qua sự trình bày của chúng tôi, xong quý vị mình sẽ có trách nhiệm thiêng liêng. Và trách nhiệm ấy là bổ cứu lại những gì mà chúng tôi trình bày còn thiếu sót hoặc giả là còn có nghĩa. Giờ đây coi như là chúng tôi cũng như là gửi đến tất cả chư quý vị lời nói đầu để mà bắt nhịp cầu vào trong cái chương trình để trao đổi Phật Pháp. Thì chương trình chia sẻ nghi vấn là chúng tôi cũng đang tu học và nghiên cứu cùng tất cả chư quý vị, nhưng mà trên tinh thần là thương yêu lẫn nhau như con một cha dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức, là cái người đi trước rước người đi sau, cái người đi mau dìu cái người đi chậm, và đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đồng cảnh tương giao, đồng tình tương tức, có nghĩa là đây là cái tinh thần tương thân tương trợ.
Việc không biết thì cần phải hỏi sự còn nghi cố bới cho ra, chớ ầm ừ nửa Phật nửa ma đến rốt cuộc không ra gì cả. Càng gặng hỏi càng rành thật giả, có nghi nan mới có đi sâu, nghi mới tìm thấy rõ đu đầu, hỏi mới thấy lý màu rau rốt. Dốt không hỏi bao lâu cũng dốt, mà nghi không tìm đến chết chưa thâm. Thật chánh tông hai thứ tà tông, mà càng gặng hỏi càng không làm lạc. Chính vì trong cái chỗ mà chúng ta ngồi lại để đem giáo lý Đức Thầy để bàn, để tìm hiểu, để mà tìm cho rõ ràng cái con đường chánh đáng để cho chúng ta đi và không bị dấp phải. Thưa cô bác anh em chị đồng đạo, thôi thì chúng tôi cũng tạm vài lời gửi đến tất cả chư quý vị lời nói đầu, và chúng tôi cũng xin tạm dừng và xin trả lại ý kiến toàn thể quý cô bác anh chị em và chư quý vị cho phép chúng tôi được làm bổn phận như thế nào cho nó thích nghi chương trình trao đổi giáo lý. Và chúng tôi xin tạm dừng lời nói đầu và xin trả lại ý kiến toàn thể quý cô bác và chư quý vị cho phép chúng tôi được làm bổn phận. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì vừa qua chú Tư cũng có nói lời nói đầu vừa xong, để không mất thời gian cho chú Tư, để kính mời đồng đạo Hương để lên đây đặt câu hỏi cho chú Tư. Kính mời đồng đạo. Dạ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con thành tâm lễ kính Đức Phật Đức Thầy. Kính thưa anh Tư, em muốn hỏi chứ nghe, em cũng nghe đồng đạo nói cái câu mà đồng đạo thì em bổn đạo thì đông mà sao chở xuồng trong không đầy, mà xuồng trong đứa bơ lớn mà sao chở không đầy. Mà em nghe nói câu đó em không hiểu cái câu mà bổn đạo thì đông mà chở xuồng trong không đầy. Xuồng trong đó bơ, xuồng trong đứa bơ lớn, mà nhờ anh Tư nói đây cho quý ông bà cô bác đây nghe chung thì em cũng được nghe chung, chứ em không hiểu cái câu mà xuồng trong mà sao chở không đầy, mà đông mà sao chở không đầy. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị ủng hộ cho vấn chủ chàng pháo tay đây chứ quý vị. Trên tinh thần chia sẻ nghi vấn mà được đồng đạo Hương nêu lên ở trong một đoạn, mà trong đoạn này thì đúng lý ra thì không có trình bày trong cái đạo tràng mà được mà đông đủ phổ thông như thế này. Tại vì trên cái tinh thần mà trao đổi giáo lý đó thì phải dựa vào trong giáo lý của Đức Thầy, hai câu bốn câu, hoặc giả là trong cái nội dung văn tản của Đức Thầy Nguyễn Sáu thì chúng tôi trình bày. Nhưng mà ở đây đồng đạo Hương đó là nêu lên, nhưng mà chỗ này nó cũng hơi khó xử. Tại vì lúc đầu tiên mà vô trong chương trình chia sẻ nghi vấn đó, mà nếu như nó gian dở đó thì sau này dường như nó có một cái nghĩa là nếu mà từ chối trong cái đề tài này đó thì sau này nếu những cái đề tài khác đó thì nó không có được coi như là mà coi như là nó linh động lắm. Cho nên thôi thì bây giờ chúng tôi cũng tạm nha. Nếu như mà trên cái đĩa ghi hình này mà trong bà con cô bác và những người mà coi đó, mà trong khi đó có đặt lên một cái vấn đề đó, nó tại sao Tư Phương lên trong cái chương trình để mà truyền bá giáo lý mà lại trong khi đó hỏi những cái câu hỏi linh tinh bên ngoài mà lại coi như là giải đáp như vậy, thì quý vị cũng thông cảm và quan hỷ cho. Thôi thì bây giờ chúng tôi cũng để mà đáp ứng theo cái sự nhu cầu của tất cả chư quý vị mà trình bày cùng với quý vị qua cái ý này như sau. Thưa chư quý vị, vậy thì bây giờ trong cái đoạn mà được đồng đạo Hương nêu lên đó là không có nằm trong giáo lý, và cũng không coi như là có nằm ở trong quyển 6, từ trong quyển nhất cho đến quyển 6 không có cái đoạn văn này cô bác anh em chứ đồng đạo. Mà tại sao đồng đạo lại đặt lên câu hỏi này, và câu hỏi này ý nghĩa ra sao? Thôi thì nó cũng nằm liên quan về vấn đề cái sự tu tập của chúng ta trong cái thời buổi này. Thôi thì bây giờ chúng tôi cũng cố gắng để thực hiện và nói lên một tinh thần để mà ung đúc trong đồng đạo của chúng ta qua một cái tiêu đề là đồng đạo mới nêu lên hỏi qua cái ý là bây giờ là bổn đạo thì đông nhưng sao chở đó cái xuồng dông không đầy. Cô bác anh em chứ đồng đạo, thưa chư quý vị, vậy thì bây giờ trước khi vào trong tiêu đề, chúng tôi xin xuất xứ
và xuất xứ, nội dung coi như là cái câu mà được đồng đạo nêu lên, nó có mang cái tính chất và nó phát xuất từ do lúc nào. Thưa chứ quý vị, vào năm 1945, vào tháng 5, Đức Thầy đi khuyến nông. Và trong khi Đức Thầy đi khuyến nông đó, là Đức Thầy từ ở Sài Gòn, Đức Thầy trở về coi như là miền Tây của mình, cô bác anh em chi đồng đạo. Rồi Đức Thầy đi giếng coi như là khuyến năm 107 chỗ. Nhưng mà đây là một chỗ, trong 107 chỗ, đó là Đức Thầy trở về cái huyện Thanh Bình. Tất nhiên là bây giờ là cái huyện Thanh Bình mình ở trên coi như là Đồng Tháp đây. Và lúc đó Đức Thầy trở về coi như là cái làng đó, gọi là cái điểm tựa đó, gọi là Dâu Lửa. Thì lúc bây giờ đó là chuẩn bị đó hen, là trong đó là ngày mai đó là Đức Thầy sẽ lên coi như là diễn đàn để mà diễn thuyết coi như là cho tất cả các coi như là mà coi như là đồng bào và đồng đạo để mà nghe. Lúc bây giờ đó là những cái người mà đi theo ủng hộ của Đức Thầy đó, có rất nhiều người, cô bác anh em trong đạo, là Đức Thầy đi phía trước và ở phía sau đó là đồng đạo đi coi như là không thể tưởng tượng được, đi theo Đức Thầy. Trong lúc đó là đông, quá tràn đông luôn. Mà trong lúc đó có ông đại tá mà tôi quên tên, ổng mới đi cặp với Đức Thầy. Và trong khi đó là đi kế một bên vậy đó, trong khi đó ổng mới thốt lên câu nói này, nói ông Tư, là nói Đức Thầy đó, nói dạ thưa, cứ như là ông Tư, là nói Thầy, nói bây giờ cái bổn đạo của Thầy đó quá đông, quá đông, cho nên bây giờ tôi thấy tôi quá mừng đi. Mà không biết trong khi đó bổn đạo của Thầy đông vậy, nhưng mà đến cái ngày cuối cùng rồi còn đông được vậy không? Rồi Đức Thầy mới ôn tồn trả lời cho ông đại tá là đi cặp coi như là sau lưng của Đức Thầy đó, cô bác anh em trong đạo. Đức Thầy mới trả lời bằng một cái câu nói này mà được đồng đạo hương nói lên. Đức Thầy mới ôn tồn nói bổn đạo thì đông, sao chở xuồng dông không đầy, nghe ông. Nha, là Đức Thầy trả lời riêng coi như là cho cái ông là đại tá mà trong lúc đó là theo coi như là để mà ủng hộ cho cái tinh thần mà diễn thuyết của Đức Thầy ở tại coi như là trong lúc đó, cô bác anh em chị đồng đạo. Đó là mẫu chuyện bên Thầy. Vậy thì bây giờ mẫu chuyện bên Thầy trong lúc đó là Đức Thầy có nói rõ ràng luôn là bổn đạo thì đông, sao chở xuồng dông không đầy. Vậy thì bây giờ bổn đạo bây giờ là đông rồi quý vị, mình thấy không? Nha. Mà đồng đạo hỏi vậy chứ bây giờ chở xuồng dông không đầy là cái xuồng dông là cái xuồng gì, cô bác anh em chị đồng đạo? Vậy thì bây giờ đó là có một lần nọ, cũng là trong một lần thuyết pháp, và trong đó không phải là Thầy, mà trong lúc đó là một vị cao độ của Đức Thầy, là ông Thanh Sĩ. Nha. Rồi coi như là trong lúc đó là cũng diễn thuyết, và trong lúc đó người ta nghe cũng rất đông. Rồi cũng có nhiều người ca ngợi khen tặng coi như là Phật giáo hòa hảo cũng đông vậy. Rồi ông cũng trả lời câu vậy đó, cô bác anh em trong đạo. Ông nói bây giờ bổn đạo dư muôn, ngày sau lọc lại là một xuồng lưng lưng. Nghĩa là bổn đạo thì dư muôn mà ngày sau lọc lại là một xuồng lưng lưng, tất nhiên là cậu không được đậy xuồng nữa, cô bác anh em chứ đồng đạo. À, vậy thì bây giờ để vào trong tiêu đề này, đồng đạo mới hỏi xuồng dông nó là gì, cô bác anh em trong đạo. Chiếc xuồng là một phương tiện để đưa cho con người đi coi như là để mà cho đến cái mục đích của nó, nên gọi là xuồng. Nhưng mà ngạc nổi xuống chiếc xuồng của Đức Thầy mà trong đó rất ít, mà rất ít đó là tại sao? Tại vì trong đó có cái chữ dông, trong đó tất nhiên là không được xuống chiếc xuồng của Đức Thầy. Vậy thì bây giờ là tất cả người đồng đạo đang quy y Đức Thầy, quy y thì phải làm y, giữ lòng thanh tịnh, từ bi giúp đời. Quy y mà chẳng làm y, ngàn đời cũng chẳng mà thoát ly khỏi trần. Quy y mà được làm y thì đạo nào cũng đắc, mà quả chi cũng thành. Mà ngạc quy y mà không chịu làm, không chịu theo, rồi trong thời gian không làm mà không theo là dâm, không? Đang tu mà bỏ tu mà theo danh theo lợi là giống. Đang tu hành theo giáo lý con đường chân chánh mà không tu theo là giống, là dông sư phản đạo. Vậy thì bây giờ thành phần nào mà dông sư phản đạo, đó là xuống chiếc xuồng mà dông sư phản đạo là không xuống được, là chở xuồng dông không đầy, cô bác anh em trong đạo. À, vậy bây giờ người tu thì đông, nhưng mà sau này là cái thành phần mà dông sư bội nghĩa, thành phần mà bỏ đạo, thành phần mà bỏ cuộc, thành phần mà chạy theo danh lợi, thành phần mà chạy theo con đường tà,
thì đây tất nhiên là xuồng dông không, tất nhiên là xuống chuốt xuống cái xuồng này là xuồng dông, tất nhiên là bỏ đạo, tất nhiên là dông đạo, không còn như là giữ đạo được. Cô bác anh em dừng đạo đó. Vì vậy cho nên Đức Thầy mới xác định cho chúng ta biết là 100 mới được. Ối thôi 10 người đúng không? 100 mới được. Mà ấu thôi 10 người ha. Mà 10 người còn ấu thôi nữa. Mà ấu thôi tất nhiên là không chất lượng, đúng không? Không chất lượng. Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta ráng tu giữ làm sao giữ đạo chờ thầy. Còn bằng không nữa đó hen, là cái bàn coi như là lừa lọc. Gió qua gió lại đưa tới đưa lui riết rồi con người chúng ta coi như là mất, coi như là con đường đạo chánh. Nói đến đây chúng tôi xin đóng ngoặc kể quý vị nghe cái chuyện gọn 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 gì nghe thôi chứ quý vị. Lúc bây giờ ông Biện Đài á, là ở tại tổ đình, ông đang đau quằn quại của bác anh em trong đạo lúc mà đi giếng non với Đức Thầy, mới trở về tổ đình coi như là nằm ở phía sau đó, đau hoài vậy đó không có hết. Cho nên một hôm nọ ông Biện Đài tự nhiên Đức Thầy mới bước vô đi vô vậy, ông gặp ông cười, ông mừng quá trời mừng luôn. Cái Đức Thầy mới hỏi mà ông chú Biện, tại sao mà coi như là hôm nay lại chú được vui vẻ dữ vậy? Cái ông Biện Đài trả lời nó dạ thưa thầy, ngày nào tôi cũng thấy coi như là người ta đến quy y tấp nập từ sáng tới chiều tới tối mà người ta cũng vẫn còn tới quy y. Tàn ơi tôi mừng quá tàn mừng thầy ơi, bây giờ cái đạo của thầy bây giờ phát triển quá tàn rồi, người ta đến quy y quá chừng đông. Cái nhân đó Đức Thầy nói thôi ông Biện Đài ngồi lên đây rồi tôi nói cho ông nghe. Ông nằm không ha, rồi lúc đó ông Biện Đài ông mới ngồi lên. Khi mà ngồi lên rồi sẵn có cái cửa sổ kế bên đó, Đức Thầy mới lấy cái tay mới chỉ ra cái cửa sổ nói ông Biện, bây giờ ông nhìn ra cái cửa sổ có cái xài đó, ông thấy chưa? Thì bây giờ ông Biện ông nhìn ra trong khi đó ông thấy nó dạ thưa thầy con thấy là cái cây xài dàn sao vậy thầy? Thì lúc đó trong đó Đức Thầy mới nói ông thấy cây xài đó bây giờ đang trổ bông hồng không? Cây xài bây giờ đang trổ bông quằn quại, bây giờ cái bông cây xài nó phủ trơn trọng. Rồi tôi nói cho ông biết cây xài trổ bông này, nhưng mà sau trong thời gian có trứng cá đó hen, nó rụng một số. Tới chừng nó có trái chừng bằng ngón tay đó, lại nó rụng thêm một số. Rồi tới chừng nó có trái bằng cầm tay nó rụng thêm một số. Phải vậy không? Ông Biện Đại nó giả thưa thầy, vậy là nó rụng hoài sao thầy? Nó rụng hoài vậy đó. Nhưng mà tôi nói cho ông biết cái hen, những cái trái nào mà nó còn nằm ở trong kẹt cái nghen, gió đẩy qua đẩy lại đó hen, mà nó chịu đựng được là nó nhờ nằm khuất ở trong kẹt nó mới còn. Còn cái trái nào mà nó nằm ngoài lắc lư đó hen, là không thể nào mà chịu nổi với gió. Vậy thì bây giờ những trái nào mà nó còn được là nằm ở trong kẹt, nó núp ở trong đó nó mới còn hen. Nhưng mà Đức Thầy còn nói tiếp tục nữa, Đức Thầy nói tôi nói cho ông biết những cái trái còn nằm trong kẹt nó còn vậy đó, nhưng mà sao đến cái ông chủ ông đưa cái lồng vô ông hái vậy đó, mà nó còn nhảy lồng nữa nghe ông, nhảy lồng nữa nghe ông. Vậy thì bây giờ nói đến đây là đến cái chỗ là Đức Thầy mới kết thúc. Đức Thầy mới kết thúc cho cái như là ông Biện Đài. Dạ đây là nói riêng, nhưng mà nói chung tất cả đồng đạo của chúng ta, là bây giờ chúng ta đang phát tâm tu, từ cái lúc phát tâm tu cho đến cái lúc mà thành công kết quả giống như là cái cây xoài, thấy không? Từ khi có bông có trứng cá rồi có nụ bằng ngón tay rồi ngón chân rồi cầm tay này kia rồi đấy hen, rồi đến cái gió qua lắc lại nó rụng. Bây giờ quý vị mình từ biết năm 1939 cho tới bây giờ nó rụng không biết bao nhiêu rồi, quý vị mình thấy chưa? Nó rụng không biết bao nhiêu rồi, chứ không phải là mới đây đâu không. Coi như là lớp nào mà còn nó còn núp núp đó hen, là còn nó ngang. Bây giờ mình còn ngồi đây là còn núp núp đó, còn nó ngang. Nhưng mà chờ cái ngày mà hái nữa ngang, mà coi chừng nhảy lòng nữa ngang. Cô bác anh em trường đạo có nhảy lòng không? Mình tu trong thời gian mình bị nhảy lòng hoài, phải không? Đang tu theo Phật giáo Hòa Hảo bắt đầu có nhảy theo con đường khác, nhảy theo tôn giáo khác, nhảy theo đường lối khác, có phải nhảy lòng không? Nhảy lòng đó heo, mà trong khi đó heo nó rớt chứ, mà cái chỗ im còn được, cái heo mà nó rớt cái chỗ nó bể nát cái trái xài luôn, không còn xài được. Cô bác anh em dùng đạo nguy hiểm lắm. Nhưng mà nó tới nó lui nó xuôi nó ngược, bây giờ nói lên bằng một cách này, cái trái xoài mà còn được đến cái lúc mà cuối cùng để mà chưng dụng là cái trái xoài đó là phải nguyên vẹn, phải còn nguyên. Nhưng mà cái trái xài còn nguyên vẹn, quý vị mình được biết đó heo đồng đạo, hiện tại bây giờ thời kỳ 4.0, trái xoài không phải giống như hồi xưa mà Đức Thầy kể nữa, mà trái xoài bây giờ ở bên ngoài lành lẽ bóng dáng đẹp đẽ màu hực hở lắm, bên trong câu chừng có giòi
Có không? Có rồi. Nghe. Cho nên phải cẩn thận kỹ lưỡng đàng hoàng, chứ bằng không nữa là nguy hiểm cô bác anh em chứ đồng đạo. Nguy hiểm lắm, tất nhiên là thấy vậy chứ ăn không được, xài không được. Vậy thì bây giờ đồng đạo của chúng ta, hiện tại bây giờ quý vị mình thấy heo mặc đồ bà ba, mặc quần lái nem, bới tóc heo đâu sống đâu đó đàng hoàng heo. Cái trái xài bóng lắm nghe. Bóng lắm đó, tốt lắm đó, chứ không phải chơi đó. Nhưng mà coi chừng có dầu ý chống mình không hay. Không hay đó, tất nhiên là trong lúc đó là mình coi chừng lại. Mình phải kiểm điểm lại, mình phải bao bọc cho kỹ lưỡng, bằng không nữa là nguy hiểm của bác anh em chồng đạo đó. Vì vậy cho nên ở nơi đây đó là Đức Thầy nói là bốn đạo thì đông sao chở xuồng giông không đầy, là thật sự là trong đó 10 phần hết 7 còn 3 hết 2 còn 1 mới ra thay bình, 10 phần hết 9 phần tan, 1 phần còn lại là toàn vàng với châu. Như vậy là mới đến cái chỗ rốt cuộc. Vậy thì bây giờ sau này là đến cái ngày mà lập hậu rồi đó, thì bây giờ chọn còn lại là ai? Bây giờ trong khi đó còn lại, trong khi đó là mặc dầu là 10 triệu tín đồ, nhưng mà còn lại còn có 2 người hà. Còn có 2 người à? Cô bác anh em dùng đạo. Vậy là 2 người nào? Thưa chư quý vị, lúc đó Đức Thầy mới nói cho ông là Năm Lựa và ông Năm Di. Và trong lúc đó mấy cái ông đó trong khi nó nóng nại lắm, Đức Thầy mới nói Năm Lựa, bây giờ đến đồ của tôi mặc dầu bây giờ đông dậy nó nghe, nhưng sau này còn có 2 người. Ông Năm Lựa ông nóng lên, ông nói dạ thưa thầy, trong 2 người đó mà có tôi không? Mà nếu không có tôi nghĩ tôi à. Đức Thầy mới ôn tồn nói, trong 2 người đó tôi nói cho ông biết, một là người trung, hai là người hiếu. Nếu như ông có trung, ông có hiếu là có trong 2 người đó, trong 10 triệu tín đồ, mà trong đó chỉ còn có 2 người, một là người trung, hai là người hiếu thôi. Còn kỳ dư ra là không còn cái người nào mà trong khi đó mà còn sống sót trong thời kỳ Thượng Quân Tín Đức được. Vậy thì bây giờ Đức Thầy mới nói cho ông Năm Lửa biết, tôi nói cho ông biết nha, ông thần không tu, ông thần cũng chết nữa nghe ông, huống chi ông nghe. Bây giờ ông không tu tất nhiên là sau này không ai cứu độ cho ông được. Vậy thì bây giờ sau này đến cái ngày lập hậu chỉ còn có 2 người thôi, một là Trung, hai là Hiếu. Mà Đức Thầy cho chúng ta biết, Trung Hiếu giữ gìn phận con tôi, thế sự bao la ta chẳng quản, tiên cảnh non bồng sẵn gì ngôi. Hoặc giả là cõi trung ương lưng chuyển phương Nam, mở hội thánh, chọn người trung hiếu, tất nhiên là còn người trung người hiếu thôi. Vậy thì 10 triệu tín đồ bây giờ, trong khi đó sau này còn 2 hạng người thôi, mà 2 hạng người đó là trong đó trung hiếu. Mà bây giờ nếu như chúng ta có trung có hiếu, tất nhiên là sau này chúng ta sẽ được gặp thầy trong cái ngày Long Hoa Đại Hội, mà Đức Thầy cho chúng ta biết đó là hiếu trung lòng chớ dội quên, sống lo chọn đạo, hát lên tiền đài và viết đề tài này. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì đề tài thứ nhất thì đồng đạo Hương hỏi chú Tư, thì hỏi lại dân chủ có đồng ý không dân chủ? Đồng ý cho chàng vô tay nữa gì đây. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì đề tài thứ hai thì từ hôm gài chúng ta đã gặp bão rồi, thì hôm nay thì chú Tư gặp bão nữa, cho nên hiện giờ mời đồng đạo Bảo lên đây đặt câu hỏi cho chú Tư Phương. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con cũng có cái nguyện vọng như thế này, thì giống như thầy nói là cho con hỏi chú Tư, thì để cho anh em tín đồ Phật giáo hòa hảo, để làm sao mà được hảo hòa cũng như thầy dạy. Thì thầy nói là cả kêu lớn nhỏ thầy quầy về, trên quà giới thận chớ lìa chớ phân. Và hỏi với chú Tư, thì cho chú Tư giải thích làm sao mà cho anh em để trên thận với quà, và với là tóm tắt ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Con xin hỏi chú Tư 4 câu để chú Tư giải thích cho anh em làm sao như thế nào là chân thượng với hòa, làm sao để cho anh em đoàn kết. Nhờ chú Tư giải sẽ cho anh em nghe chung. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Và chân thành cảm ơn chàng pháo tay gian dày, quý vị ủng hộ cho tinh thần Phật Pháp. Và tiếp theo cái tiêu đề thứ hai mà được đồng đạo Bảo nêu lên là trong giáo lý của Đức Thầy, nhưng mà đồng đạo không có quyết định là trong câu giảng đó là như thế nào.
Vậy thì bây giờ trong hai câu giảng đó thì bây giờ nó có hai phần. Một là cả kêu lớn nhỏ hoài về hiệp nhau một khối chớ hề phân ly, là Đức Thầy kêu gọi là tất cả các mà đoàn thanh niên ái quốc. Vào chỗ khác Đức Thầy cũng nói câu đó nữa, nhưng mà nó lại khác hơn chút, là cả kêu lớn nhỏ hoài dìa trên hòa giới thuận, chớ lìa chớ phân. Thưa cô bác anh em với đồng đạo, vậy thì bây giờ đồng đạo mới đặt lên câu hỏi. Vậy chứ bây giờ thấy đồng đạo có cái chỗ là chia rẽ và rời rạc trong tinh thần hòa hảo, vậy thì bây giờ với cái lòng từ bi của Đức Thầy và mong mỏi làm sao cho tất cả đồng đạo chúng ta có cái chỗ là trên thuận mà dưới hòa, đó là cái mong mỏi của Đức Thầy mà được đồng đạo bảo nêu lên để mà gửi lên cái ý để cho chúng tôi bàn. Thôi thì bây giờ chúng tôi xin bàn qua hai câu giảng mà được đồng đạo nêu lên. Thưa cô bác, thưa chư quý vị, với một cái tinh thần hòa hảo mà Đức Thầy đã hằng kêu gọi cho chúng ta là thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức, đây là trên tinh thần hòa hảo. Mà đã là tinh thần hòa hảo thì sao? Hòa giả tương thân, hảo giả tương trợ. Mà tương thân tất bất chiến, tương trợ tất vô tranh, bất chiến tự nhiên thành, vô tranh tự nhiên đắc. Hòa hảo tất nhiên là chúng ta phải tương thân tương trợ mới gọi là tinh thần hòa hảo. Mà nếu như trên tinh thần hòa hảo mà không hảo hòa, không hòa không hảo còn ra cái đạo gì? Phải không? Cửa từ bi thì phải từ bi, ẩn dương nương Phật là chỉ nguy sau này. Vì vậy cho nên trên tinh thần hòa hảo của chúng ta đó, mà nếu không thực hiện được là thương yêu lẫn nhau như con một cha rầu đã hen, là Đức Thầy buồn lắm cô bác anh em chứ đồng đạo, buồn lắm. Vì vậy cho nên Đức Thầy mới kêu gọi cho chúng ta là làm sao phải từ trên tới dưới thượng hòa, hay hơn châu báu ngọc ngà giàu sang. Từ trên tất nhiên là thuộc về cái thành phần mà cái người tu trước, cái người lớn tuổi, cái người mà đảm nhiệm cho cái như là mà chức sắc của Phật giáo hòa hảo. Mà ở dưới tất nhiên là tín đồ. Mà trong khi đó không hòa không thuận với nhau vậy đó, thì bây giờ làm sao thể hiện là cái người tín đồ Phật giáo hòa hảo ha? Thưa cô bác anh em dùng đạo, cho nên ông thanh sĩ ông nói là cửa nhà tan nát thấy chưa. Tất nhiên là cái nhà của Phật giáo hòa hảo đó, nó đã bị coi như là đủ thứ chuyện xảy ra rồi, là cửa nhà tan nát thấy chưa, mà không lo tu bổ mà còn cưa rui mè. Cô bác anh em dùng đạo, không lo tu bổ sửa lại mà lại còn lấy cái cưa mà cưa rui mè thêm nữa, không? Vậy thì bây giờ nếu như chúng ta mà còn một cái tính chất vậy thì Đức Thầy đau lòng lắm cô bác anh em chứ đồng đạo. Rồi đồng đạo mới đặt lên câu hỏi, hỏi vậy chứ bây giờ nếu như đồng đạo có một cái vấn đề chia rẽ vậy đó, rồi bây giờ coi như là phải thực hiện cái pháp môn nào, cái cách nào để cho cái đồng đạo coi như là không còn một cái tinh thần coi như là chia rẽ vậy nữa. Cô bác anh em chứ đồng đạo, vậy thì bây giờ chúng tôi cũng xin nói cùng với tất cả đồng đạo mình đó nghe. Thì bây giờ có đụng chạm đó nghe cũng quan hỷ cho vậy thôi, chứ không có gì trơn trời, mà cũng không có gì để đụng chạm. Thôi bây giờ như vậy đi, sở dĩ mà đồng đạo của chúng ta đó mà có một cái tinh thần chia rẽ là không có cái gì ngoài về vấn đề danh lợi, cũng không có cái gì ngoài nhân ngã. Cô bác anh em chị đồng đạo, do nên nhân ngã không hà, chứ không có gì chân trời á. Quý vị mình rà thử kỹ lại đi, không rà kỹ lại đi rồi chúng ta sẽ thấy những cái việc mà đồng đạo mà chúng ta sở dĩ mà chia rẽ nhau do nơi cái tâm nhân ngã của mình không, chứ không có gì hết. Mà cái tâm nhân ngã đó là nó khiến sao? Cho nên cái tâm nhân ngã đó là khiến cho người nổi dạ cạnh tranh, thấy ai hơn đó là có ý ghét ganh, còn thấy ai kém đó sanh tình hỗn hiếp. Cho nên cái tánh nhân ngã mình tất nhiên là mình thấy người ta hơn mình, bắt đầu cái mình ganh mình ghét, rồi thấy người ta kém hơn mình, bắt đầu mình tìm cách để mình nói nặng nói nhẹ, nói hơn nói thua người ta. Rồi trong khi đó bắt đầu mới sanh ra coi như là cái chỗ chia rẽ đó. Vậy thì bây giờ nếu như trong đồng đạo chúng ta muốn không có một cái tinh thần chia rẽ đó,
thì thôi thì bây giờ hãy xóa tan đi cái lòng nhân ngã. Cô bác anh em trong đạo, xóa tan đi cái lòng nhân ngã. Mà cái gì nhân ngã, thôi giờ nói cho nó mau đi nghe đồng đạo Mai và tất cả chi đồng đạo của mình đó, không có gì lạ trên trời. Mình coi như là ví dụ như bây giờ mình như là được nói chuyện đạo đi ha, cũng như giảng viên đi. Rồi trong khi đó là tự thị ỷ mình, trong khi đó học hay hiểu nhiều, rồi trong khi đó thấy người ta không bằng mình, cái này là nhân ngã rồi. Cái người kia nó thấy vậy thèn đất cơ tưởng sao, cái ông Tư Phương ông cũng nói chuyện đạo vậy mà ông cũng nghĩ lại, mai mốt tôi không chơi với ông nữa. Có phải nhân ngã chưa, đúng không? Rồi đọc giảng viên cũng vậy, rồi cái ông sướng ngôn cũng vậy không, rồi cái ông làm từ thiện cũng vậy. Nói mình làm từ thiện, tổ chức tôi từ thiện ngon lành này, cái ông kia làm không bằng tôi. Rồi cái ông kia coi như là sướng ngôn cũng vậy, ông nói tôi sướng ngôn vậy chứ đi chỗ nào tôi sướng ngôn cũng ngon, còn cái ông kia sướng ngôn vậy đâu có bằng tôi, thấy không? Nhân ngã. Vì vậy cho nên nó mới chia nhóm, mới chia gặp khe, rồi mới chia chỗ này chỗ kia, cho nên nó không được thuận hòa chứ có gì đâu. Rồi bây giờ xét lại, bây giờ xét lại tất cả đồng đạo của chúng ta nè, rồi bây giờ quý vị đó cũng như bản thân chúng tôi nè, quý vị mình có được cái gì chưa hả? Ở đây tôi nói thật á, ở đây quý vị mình có được cái gì chưa, trong coi như là cái phần hành đạo của mình nè, có được gì chưa? Bảo đảm cùng tất cả chư quý vị chẳng qua là mình học thuộc thôi, mà mình nói thôi, chứ thật ra mình chưa có được cái gì trơn trọi. Mình vay mượn thôi, mình vay mượn của ông Thanh Sĩ, mình vay mượn của thầy, mình vay mượn của ông Ba, mình vay mượn lời sắm chạng trình gì đó, rồi mình nghe là học thuộc lòng, mình đọc ra cho người ta biết gì thôi, chứ cái nào cái của mình đâu. Mà lại trong khi đó mình nói từ tôi biết rồi, cái đó tôi giỏi rồi, cái đó tôi hay rồi, nhưng mà thật sự ra không có cái gì hết cô bác anh em chứ đồng đạo. À, nếu như đồng đạo của chúng ta còn dai còn mượn mà cái tâm mình còn tự đắc còn ích kỷ, thì có một ngày nào đó là cái phần đó người ta lấy lại lấy lại rồi, trong khi đó là mình còn đâu hiểu được gì đâu nói, phải không? Còn mình làm chân thật đó thì trong khi đó là ơn trên chư thần gia độ cho mình, mình còn được có trí huệ, còn mình hiểu biết được điều này điều kia để mà tâm tình cùng với quý vị nghe. Còn ai mà trong khi đó tự đắc tự mãn tự cao tự ỷ đó nghe, là sau này bị mất hết cô bác anh em chứ đồng đạo đó. Vì vậy cho nên ở nơi đây đồng đạo mới nêu lên câu hỏi này là cả kêu lớn nhỏ hòa về trên hòa giới thuận chớ lìa chớ phân, là Đức Thầy kêu gọi, kêu gọi cho tín đồ Phật giáo hòa hảo chúng ta luôn luôn lúc nào cũng phải thể hiện lên tinh thần đoàn kết yêu thương lẫn nhau để mà dồi dấp lẫn nhau, là trong khi đó hữu sự cô bác anh em chứ đồng đạo, đó mới đúng là cái tinh thần hòa hảo, phải không? Mà nếu như trong tinh thần hòa hảo mà chúng ta cứ phân ra nhóm, phân biệt ra coi như là cái đoàn này đoàn kia, rồi trong khi đó là chia sẻ ra nói xấu người này nói xấu người kia nói xấu người nọ, là không được cô bác anh em chứ đồng đạo. Mà Đức Thầy cho chúng ta biết làm tất cả các việc từ thiện mà từ thiện nào chúng ta cũng làm, chứ có đâu mình làm chuyện này bắt đầu mình chê người khác làm cái chuyện kia, thì trong khi đó không đúng cô bác anh em chứ đồng đạo. À, vậy thì bây giờ người tín đồ Phật giáo hòa hảo luôn luôn chúng ta lúc nào cũng phải thể hiện lên tinh thần thương yêu lẫn nhau như con một cha dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức, thương nhau như thể thương thầy, mà ghét nhau như thể ghét thầy sao nên, phải không? Mình thương nhau như vậy tất nhiên là mình thương thầy, còn nếu mà mình không thương nhau như vậy là mình ghét thầy đó, chứ không ghét ai chân cô bác anh em dùng đạo đó. Vì vậy cho nên bây giờ người tín đồ Phật giáo hòa hảo luôn luôn lúc nào chúng ta cũng phải thể hiện lên tinh thần gắn bó yêu thương, đau lưng xây cật chèn dai thích cánh và đùm bọc lẫn nhau tương thân tương trợ trong khi hộ sự, đó là Đức Thầy đã hẳn kêu gọi cô bác anh em dùng đạo. Giết một ngọn lưới này một tấc đem đạo lành ban gãi nơi nơi mãn chờ trong ba tánh thảnh thơi khắp bốn biển liên dây hòa hảo, đúng không? Hoặc giả là ước mơ thế giới lân hòa hảo nhà Phật con tiên hé miệng cười, vậy mới đúng tinh thần của hòa hảo. Chứ có đâu mà trong khi đó chia ra nhóm này chia ra nhóm kia, rồi trong khi đó ở bên ngoài người ta nhìn vào người ta nói tín đồ Phật giáo hòa hảo là vậy đó, là chia rẽ vậy đó, tất nhiên là trong khi đó nó không có sức mạnh cô bác anh em chừng đạo.
Vì vậy cho nên muốn cho có một tinh thần sức mạnh là chúng ta phải đoàn kết, phải yêu thương. Đó là cái tinh thần của Phật giáo Hòa Hảo, cô bác anh em dùng đạo. Thưa chư quý vị, cho nên thương nhau như thể thương thầy. Thì bây giờ chúng ta đoàn kết thương yêu lẫn nhau là chúng ta thương thầy đó. Còn nếu như chúng ta chia rẽ là có một cái tâm niệm vậy là chúng ta ghét thầy, chứ không có gì lạ cô bác anh em dùng đạo. Kể quý vị nghe cái chuyện này hình như là chúng tôi có kể rồi, nhưng mà cũng kể lại cho quý vị mình nghe để kết thúc cái đề tài này nha cô bác và thưa chư quý vị. Có một ông thầy nọ đó, ông có hai vị đệ tử, mà hai vị đệ tử đó là tên, một tên thằng Tý và một cái tên đó là thằng Tèo. Hai cái thằng này coi như là chăm sóc đó, là ông thầy. Và trong khi đó ông thầy đó, ông có coi như là ông giao cho hai vị đệ tử, nói bây giờ là các con chăm sóc thầy. Mà thầy đó thì có cái bệnh coi như là thường thường coi như là bị nhức chân. Bây giờ các con coi như là để mà lo chăm sóc cho thầy, đấm bóp cho thầy. Cái thằng Tý, thằng Tèo bắt đầu hai thằng nó mới chia với nhau. Nó nói bây giờ cái thằng Tý nó nói là cái giò bên tay phải là cái giò của tao, cái giò của ông thầy tao là cũng như cái giò của tao. Thằng Tèo đó nói cái giò bên trái đó của ông thầy đó là cái giò đó là giò của tao. Vậy thì bây giờ nó chia ra cái giò của ông thầy là hai giò, một giò phải và cái giò trái. Mà cái giò phải á là cái giò của thằng Tý, cái giò trái đó là giò của thằng Tèo. Cho nên không một hôm nọ hai cái thằng cự lộn không còn có như là đoàn kết nữa. Cái bữa nọ trong khi đó cái thằng Tèo đi vắng, mà đè coi như là cái ngày đó là cái ngày đấm chân cho ông thầy. Vậy thì bây giờ trong khi nó đấm chân bên cái giò phải đó hen, là nó dần chân ngang con thầy, nó dầm dần nhẹ đó hen, nó dần êm dữ lắm êm luôn. Mà tới bắt đầu nó dần bên cái giò trái, bắt đầu nó nghĩ cái giò này giò của thằng Tèo nè, mày cự lộn với tao hả, bây giờ tao dần cái giò mày cho mày biết. Bây giờ nó dần cái giò phải thì nó êm, mà tới dần cái dần giò trái bắt đầu nó dần một cái kia bằng cái giò của ông thầy kia bằng cái là muốn sủi luôn. Cái ông thầy nó mận gì mày dần cái giò tao giữ nó. Ông nói cái giò này giò của thằng Tèo mà đâu phải giò của ông đâu, giò của thằng Tèo tôi dần nó cho nó biết thân nó, nghe không? Dần về coi như là ông muốn sủi cái giò trái. Tới chừng cái thằng Tèo mà nó dở về đó, bữa sau lại ổng cũng nhấc giò nó, ổng mới than nó nói bữa nọ mày đi rồi bây giờ cái thằng Tý nó giận cái giò trái tao muốn banh tành trơn trâu rồi, nó để tôi trả thù cho ông biết, để tôi trả thù cho ông biết thân. Vậy thì bây giờ bắt đầu nó giận lại cái giò trái, nó vuốt ve nó bấm bóp nó hen là rất là êm, bắt đầu nó quất lại cái giò mặt. Ngày qua mày giận tao một phần, bây giờ tao quất lại hai phần cho mày biết. Ngày qua dần muốn sụi mà chưa sụi, bữa nay ông dần lại cái thằng Tèo nó dần lại cái giò mặt đấy hắn là sụi luôn, nó dần sụi cái giò mặt luôn cô bác anh em dùng đạo, tao trả thù mà. Vậy thì bây giờ cái trả thù của hai cái thằng này, tất nhiên là hai thằng đệ tử, thằng Tý thằng Tèo dần cái giò của ông thầy mà nó dần trả thù bằng cách đó. Nhưng mà cuối cùng rồi sao? Cuối cùng rồi là ông thầy đau không mà thằng Tý thằng Tèo có đau đâu cô bác anh em dùng đạo. Vậy thì mẫu chuyện như trên đó là ông thầy đó tất nhiên là chỉ cho thầy mình, đúng không? Thầy mình. Rồi bây giờ hai cái giò của ông thầy là chỉ cho tất cả đệ tử của mình, tất nhiên là một khoe ha, một khoe bên đây và một khoe bên kia, trả thù nhau. Trả thù nhau tất nhiên là cuối cùng dần dò ông thầy không. Rồi ông thầy ông đau không, bây giờ cuối cùng á là mà đệ tử coi như là trong khi đó là trả thù nhau cho nó thỏa mãn. Nhưng mà cuối cùng rồi ông thầy đau lòng, cô bác anh em dùng đạo đau dò thầy. Vậy thì thương nhau như thể thương thầy mà ghét nhau như thể ghét thầy, sao nên mà mình có một tâm niệm mà trả thù như vậy đó nghe đồng đạo bảo và tất cả chứ quý vị, là thầy coi như là đau lắm cô bác anh em dùng đạo. Vậy thì bây giờ muốn cho thầy được yên vui nơi cực lạc, muốn cho được đức thầy để mà sau này đức thầy về coi như là ban thưởng cho mình, thì bây giờ chúng ta phải có một tinh thần đoàn kết, yêu thương, gắn bó, chen vai, thích cánh và cùng với nhau sum họp, cùng với nhau lo cho giáo lý đức thầy, thì đức thầy sau này đức thầy mới vui vẻ của bác anh em dùng đạo. Mà đức thầy đã hằng kêu gọi đó là chớ chia rẽ, hãy đồng tâm lực, khua giọng vàng đánh thức bốn phương, rồi chấn hưng Phật giáo học đường dưới trên hòa thuận mới chọn đường quy nguyên. Đó tất nhiên là đức thầy đã hằng kêu gọi. Và cuối cùng đức thầy cũng kêu gọi cho chúng ta đó là phải có một cái tinh thần đoàn kết. Mà tinh thần đoàn kết đó là coi như là
là phải lo cho chung hết tất cả đồng bào, tất cả nhân loại mà Đức Thầy đã hẳn kêu gọi. Giả lại cái tình từ bi của Đức Phật mà ta nặng nhận thức rất thâm quyền quảng quả, cái tình ấy không bến không bờ, không phân biệt màu da, không phân biệt chủng tộc, và cũng không luận sang hèn, và xóa bỏ hết các tầng lớp đẳng cấp xã hội mà chỉ đặt vào một là nhân loại chúng sanh. Tất nhiên là chúng ta phải thương yêu như vậy mới đúng là cái tinh thần từ bi của Đức Phật. Cô bác anh em diêm đạo, thôi thì qua tiêu đề này chúng tôi trình bày đến đây cũng xin tạm dừng và xin trả lại cho vấn chủ ý kiến quý vị. Nếu có điều chi bằng thêm thì bằng, không có xin phép cho thông qua. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.